Nến tháng 6 của Bitcoin đã đóng nến, và theo các bạn thì cây nến tháng vừa rồi là một cây nến xấu hay là một cây nến tốt ha? Ok, xin chào các bạn, lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề, đó là Bitcoin đã đóng nến tháng và có tốt hay là không. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành ra 5 giây để like, subscribe và nhớ comment phía bên dưới video này những cái ý kiến của các bạn và những cái nhận định của các bạn, để mình có thể biết thêm về các ý kiến của các bạn, các anh chị ha, để có thêm nhiều cái nhìn hơn. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái tình hình nến tháng. Nến tháng vừa rồi nó đóng nến là một cây nến được xem như là một cây nến binh ba ha. Nhưng mà cái nến này tương đối xấu ha. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thân nến của nó còn khá là dài, khá là lớn ha. Nhưng mà mình thấy rằng á, là theo cái volume này thì cái volume bán của tháng vừa rồi nó thấp hơn cái cây nến volume bán của tháng 5, và cho thấy rằng là lực bán nó cũng đang giảm dần và có cái bóng nến dưới dài thế này nè, cho thấy lực cung cũng đang đỡ quanh cái vùng này là tầm vùng 28 cho đến vùng 31, 32 ngày ha. Và trên khung tháng nếu mà như mà nó sập mạnh thì nó sập về đâu? Thì hai cái vùng mà mình có thể thấy ở đây là hai cái vùng mà Bitcoin nếu mà nó sập thì mình sẽ DCA, mình chia tiền ra mình mua thêm ở hai vùng này ha. Vùng đầu tiên là vùng 16.600 này, đây là cái vùng kháng cự cũ. Và vùng thứ hai đó là vùng 5.900, đây là vùng hỗ trợ trong một cái xu hướng tăng của trên kênh nến tháng. Nếu mà nó giảm mạnh về 5.900 thì thôi, mình sẽ mất rất là nhiều luôn. Và theo cái dự báo MFI là dự báo dòng tiền, thì chúng ta thấy được á, trong 2017 thì nó trên không tháng nó mà báo quá bán, xin lỗi các bạn, đó là quá mua ha, và nó xuất hiện cái nến giảm thì nó sẽ bắt đầu cho một cái đợt bear market, là về thị trường downtrend ha. Còn hiện tại các bạn thấy được là nó cũng đang tăng lên và nó chạm cái vùng quá mua rồi, và xuất hiện những cái nến giảm, cái nến giảm rồi ha. Và có khả năng là nó sẽ, có thể là nó sẽ lặp lại trong quá khứ, là nó sẽ giảm mạnh về cái vùng 16.600 này ha. Ở hai vùng này chúng ta quan sát để chúng ta mua, chứ không phải là về để chúng ta mua liền ha. Ok, thì theo mình thì cái nến tháng 6 vừa rồi ấy, là một cái nến tương đối tốt. Bởi vì là nó có một cái bóng nến dưới khá là dài, chứng tỏ là lực cầu đang đỡ rất là tốt ở đây, cộng với lại là cái volume bán nó đang giảm dần ha, nó đang giảm dần, cho thấy được là những cái tay nhỏ họ đã bán hết, họ đã sợ hãi và bán hết hàng của họ rồi, và chỉ còn những nhà đầu tư dài hạn họ còn hold thôi ha. Ok, và chúng ta xem qua tình hình thị trường thì thị trường hôm qua nó đã giảm 1,1% cái vốn hóa thị trường ha, nhưng mà vẫn giữ được ở trên mức là 1.400 tỷ đô. Hôm qua thì Bitcoin giảm nhưng mà Ethereum lại tăng 3,7% nè. Và các bạn thấy được là vốn hóa hiện tại nó đổ từ thị phần á, nó đã giảm, thị phần của Bitcoin nó đã giảm và thị phần của Ethereum nó đã tăng lại trở lại. Như cái số video hôm qua mình có chia sẻ, đó là khi mà thị phần của Ethereum nó chạm vào cái vùng Fibo và nó hồi rất là mạnh, chứng tỏ là Ethereum nó đang tập trung lấy lại thị phần của nó rồi ha. Cho nên hiện tại chúng ta long á, chúng ta sẽ long Ethereum và các top coin, còn short thì chúng ta ưu tiên short Bitcoin ha. Bởi vì là Bitcoin nó đang mất thị phần và chúng ta nên short Bitcoin nhiều hơn. Và chúng ta xem qua tình hình data on chain. Thì data on chain các bạn có thể thấy được á, là cái Bitcoin reserve này nó đang đi ngang, nó chưa có xu hướng mạnh trở lại. Khi mà nó vừa phá cái đáy cũ này thì hiện tại nó đang đi ngang, và nếu như mà cái Bitcoin reserve này nó giảm mạnh á, thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tỷ lệ Bitcoin mà dự trữ ở trên sàn là nguồn cung á, nó không có nhiều ở trên sàn thì không có áp lực bán nhiều, và Bitcoin nó sẽ dễ dàng để đẩy lên ha, để đẩy lên hơn ha. Ok, và về cái dòng tiền thực của Bitcoin thì hôm qua nó dương, nhưng mà nó dương ít ha, nó dương ít hơn cái ngày hôm trước là hơn 5.000 Bitcoin được nạp lên, nhưng hôm qua chỉ có vài trăm Bitcoin thôi, rất là ít, chứng tỏ giờ lực lực bán hiện tại trên sàn nó cũng có từ ngày hôm trước, và hôm qua chỉ là một lực nhẹ thôi. Và đầu ngày hôm nay thì các bạn thấy được là giá Bitcoin nó đã giảm. Vì sao? Vì đóng nến tháng nó biến động rất là mạnh, cho nên các bạn thấy hầu hết
số lượng Bitcoin được nạp lên sàn hầu hết là nạp qua những cái sàn giao ngay, và lực xả nó sẽ xả từ sàn giao ngay ha. Hôm qua thì hơn 2.000 Bitcoin được nạp lên cái sàn spot này, cho nên là áp lực bán từ những sàn spot nó rất là mạnh, và đầu sáng ngày hôm nay nó đã giảm giá của Bitcoin, nó đã khiến cho giá Bitcoin nó giảm ha. Hôm qua thì Bitcoin nó đã tăng mạnh, hôm qua và hôm kia Bitcoin tăng mạnh, và cái tỷ lệ hoạt động của các cá voi nó đang tăng lên. Và khi tỷ lệ hoạt động cá voi nó tăng lên á, là cái áp lực bán từ cá voi nó đang rất nhiều ha. Các bạn thấy được là đây cũng là một cái yếu tố khiến cho giá Bitcoin hôm nay, đầu ngày hôm nay nó biến động mạnh và nó giảm giá tương đối ha. Thì khi mà chỉ số này nó tăng lên á, thì trong quá khứ này khi mà chỉ số nó tăng lên thì nó sẽ mở ra một cái đà giảm, và khi mà nó tăng mạnh lên một lần nữa thì nó cũng mở ra đà giảm ha. Thì các bạn thấy được là hiện tại thì trong gần đây nhất thì nó cũng tăng lên này, và nó mở ra cái đà giảm từ đây xuống đây ha. Hiện tại chúng ta vẫn quan sát những tình hình data on chain để xem rằng là các nhà đầu tư hoặc các cowboy họ đang làm gì ha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua cái tình hình chỉ số stablecoin. Thì chỉ số ASR này nó đang có chiều hướng là nó hướng lên ha. Và khi mà chỉ số này nó hướng lên mạnh á, thì giá Bitcoin nó cũng theo đó nó tăng lên. Bởi vì là chỉ số này nó thuận, nó tương quan thuận với lại giá của Bitcoin. Khi chỉ số nó tăng lên này thì giá Bitcoin từ đó nó tăng rất là mạnh. Thì đây các bạn có thể thấy là hiện tại nó đang hướng lên này, tạo hai đáy và nó hướng lên rất là mạnh ha. Thì mình vẫn kỳ vọng là cái chỉ số đó nó tăng và giá của Bitcoin nó cũng tăng, tăng lên tầm đâu đó là tầm vùng 45 cho đến 47 hàng luôn ha. Thì hôm qua thì các thợ đào họ cũng chuyển Bitcoin lên sàn rất là nhiều, và hầu hết là sàn giao ngay ha. Thì 3 ngày vừa rồi là 3 ngày thợ đào họ bán tương đối nhiều, họ chuyển lên ngày nào cũng hơn 500 Bitcoin ha. Và áp lực bán hiện tại hầu hết là từ cá voi và từ thợ đào thôi các bạn. Đây cũng là một yếu tố khiến cho giá Bitcoin hiện tại nó chưa có thể tăng mạnh trở lại được, bởi vì là nó có áp lực bán ở trên. Thì về cái funding rate, chỉ số funding rate thì đây là cái chỉ số đại diện cho cái tỷ lệ long và short. Khi mà chỉ số này nó âm á, thì các vị thế short được mở nhiều hơn, và khi mà chỉ số này nó dương thì các vị thế long được mở nhiều hơn ha. Hiện tại các bạn thấy được là khi mà nó tăng lên hơn không là dương rồi, và hiện tại nó đang giảm âm trở lại, chứng tỏ là hiện tại các hợp đồng short được mở nhiều hơn trong ngắn hạn ha. Ok, và trước khi đến với tình hình phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể tham gia với team mình ở trên channel Telegram bằng cách là ở mỗi video này mình sẽ có rất là nhiều video ở trên chủ video ở trên Merchandise YouTube. Các bạn thấy vào đây có một phương pháp tâm lý này, education này, trai nhập môn này, các bạn có thể vào đây và xem và học ha. Và cái Telegram của team mình thì các bạn có thể thấy là ở trong mỗi video á, sẽ có một đường link Telegram ở đây. Các bạn ấn vào nó sẽ đưa các bạn vào group Telegram. Thì trên đây là có hơn 16.800 thành viên rồi. Các bạn vào đây để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giao lưu với nhau được ha. Thì rất là group này là công khai cho nên các bạn có thể vào đây để trò chuyện. Tiếp theo thì sẽ là đến cái tình hình phân tích kỹ thuật. Và trước khi phân tích kỹ thuật thì mình cũng có một cái data đáng chú ý. Đó là cái tỷ lệ dự trữ Bitcoin ở trên sàn Bitfinex. Đây là cái sàn tương đối lớn và nổi tiếng từ xưa đến nay rồi. Và cá voi ở sàn này rất là nhiều. Và khi mà chúng ta thấy được trong data on chain á, thì khi mà đường xanh này là cái đường tỷ lệ dự trữ của Bitcoin. Và khi mà nó tăng lên, chứng tỏ là Bitcoin được nạp lên sàn nhiều và dự trữ trên sàn cũng cung rất là mạnh. Cho nên là khi mà nó tăng lên này thì nó giá của Bitcoin sau đó là nó giảm rất là mạnh, tương đối mạnh luôn. Và hiện tại chúng ta cũng có thể thấy được là tỷ lệ dự trữ đang tăng lên, có thể trong ngắn hạn là nó cũng sẽ xảy ra một cái đà giảm của Bitcoin trong những ngày sắp tới ha. Thì đây là cái số liệu data on chain thôi ở trên sàn Bitfinex. Đây là cái sàn mà có tương đối rất là nhiều cá voi sống ở trên sàn này ha. Rồi về tình hình phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy được là cái nến tháng nó đóng nến là một cái nến khá là đẹp, khá là đẹp thôi, chưa có đẹp lắm ha, bởi vì là cái thân nến của nó còn tương đối nhiều nè, và cái chỉ bán 10 FA nó đang bán là quá mua rồi, cho nên khả năng cao mình thấy là nó cũng sẽ hồi lên, nhưng mà mình hồi lên thì mình chốt ngay và mình sẽ quan sát ngay cái vùng đó để mình chốt, chứ không phải là mình lên mình chốt ngay ha. Nó hồi lên đâu thì nó sẽ hồi lên quanh cái vùng 47.000 cho đến 48.000 ha. Đây là cái vùng mà mình sẽ quan sát ở đây. Hiện tại thì cái vùng cầu ở đây là vùng mua rất là tốt, khi mà nó đã hình thành lên setup, đó là setup fake giảm, fake tăng giá,
với một cái bóng đánh dưới nó quét qua được cái bóng đánh trước và hình thành nên cái cú rút chân lên rất là mạnh, chứng tỏ như lực cầu phía dưới này nó đẩy giá lên rất là mạnh ha, lực cầu lực mua rất là mạnh ở đây, cho nên là mình vẫn nghĩ là nó sẽ đẩy giá lên tăng lên 47.000 và khi đó mình sẽ quan sát rồi mình chốt ha. Các bạn cũng mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn ở trên channel Telegram cũng như là video ở trên YouTube. Ok, ở trên khung ngày thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà Bitcoin nó chỉ một đợt giảm mạnh thì hiện tại nó đang đi vào cái pha đó là pha sideways, nó dù giai đoạn sideways ha, và nó sideways ở giữa hai vùng hỗ trợ và kháng cự 41 31 cho đến 41.000 đô. Hiện tại thì chúng ta thấy là khi mà nó chạm về hỗ trợ thì nó bật lên và chạm kháng cự nó bật xuống ha. Đây là cái giai đoạn sideways tương đối là dễ trade cho những bạn mà trade lướt sóng ha, thì chúng ta mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự. Ở trên 24 giờ thì chúng ta thấy được là cái vùng này là vùng vùng cản quan trọng. Ở trên 24 giờ nó chưa phá qua ha. Nó phá qua rồi nè, nhưng mà nó có sự phá vỡ giá ở đây bằng một cái nến nhấn chìm giảm rất là mạnh và sau đó nó mở ra được đà giảm. Hiện tại thì cái vùng hỗ trợ 34.001 đang là hỗ trợ ở trên 24 giờ và chúng ta có hai kịch bản ở thời điểm này, là một kịch bản là nó về đây chạm vùng hỗ trợ vùng cầu thì nhất định là nó sẽ phản ứng, nếu mà nó tăng trở lại thì nó sẽ phá qua cái vùng 36.001, còn nếu nó giảm hoặc gãy hỗ trợ 34.400 này 34.100 này ha, nó giảm lại thì nó sẽ chuyển sang trên 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 down, đó là down xuống giảm ở trên 24 giờ và nó sẽ có một cái nhịp backtest ở đây và chúng ta sẽ short ở đây ha. Thì tình hình thì trong ngắn hạn thì mình thấy là mình vẫn quan sát ở trong cái vùng 24 giờ thôi. Một 24 giờ nếu mà nó có chiều hướng nó tăng thì mình sẽ long, và mình nếu mà nó phá hỗ trợ thì mình sẽ canh mình short khi mà nó backtest lại ha. Thì đây là cái kịch bản của mình và không ai có thể dự đoán được giá nó đi trước như thế nào. Cho nên là video này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định và sự lựa chọn là của các bạn. Vì vậy, cho nên là các bạn phải tự chịu trách nhiệm trước mọi sự lựa chọn của các bạn ha. Không ai quyết định thay bạn cả. Ok, và video này của mình đã kết thúc và Bitcoin đã đóng nến tháng. Và hiện tại theo mình thì cái nến tháng này nó rất là tốt. Cái nến tháng tháng 10 rồi, tháng 6 rất là tốt và nó có lực cầu đẩy lên, cho nên mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ tăng lên 45 cho đến 47 ngàn. Và khi đó thì mình sẽ quan sát tiếp ha. Mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp ở trong những số video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe và nhớ ấn nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của team mình ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.